Bài đọc được thực hiện bởi Cardano.vn. Bài đọc số 592, liệu Cardano có giành chiến thắng trong các cuộc thăm dò tiếp theo không? Trong nhiều năm, Cardano đã liên tục giành chiến thắng trong nhiều cuộc thăm dò trên nền tảng X gần đây nhất. Vào cuối tuần trước, Cardano đã chiến thắng Bitcoin trong trận bán kết và Ethereum trong trận chung kết của cuộc thăm dò do Bitpanda thực hiện. Với 90.000 người theo dõi, Bitpanda được coi là một thực thể độc lập, không liên kết với bất kỳ dự án cụ thể nào. Thành công định kỳ này đảm bảo một cuộc kiểm tra chặt chẽ hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh khác nhau của hiện tượng này. Cuộc thăm dò của Bitpanda là một trong nhiều ví dụ trong đó Cardano được công nhận là dự án phổ biến nhất. Trong chuỗi cuộc thăm dò, Bitpanda bắt đầu với 16 dự án, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche, Polkadot, Solana, Dogecoin, Ripple và các dự án khác. Nếu bạn dự đoán kết quả, bạn có thể sẽ xem xét các yếu tố như vốn hóa thị trường hoặc hiệu ứng mạng. Hầu hết đều cho rằng Bitcoin sẽ chiếm vị trí hàng đầu, sau đó là Ethereum ở vị trí thứ hai. Đối với vị trí thứ ba, các ứng cử viên có thể bao gồm Ripple, Solana hoặc thậm chí là Cardano. Trên X, suy đoán có vẻ hợp lý này không có tác dụng. Nếu nhìn vào cuộc chiến giữa Ethereum và Solana, bạn sẽ thấy rằng 78,2% trong tổng số 784 người bỏ phiếu đã bỏ phiếu cho Ethereum. Điều quan trọng là phải làm nổi bật tỷ lệ người bỏ phiếu đi bỏ phiếu thấp hơn đáng kể so với cuộc thăm dò Cardano so với Bitcoin, với 3.725 người tham gia. Trong cuộc thăm dò đó, Cardano đã giành được chiến thắng đáng chú ý trước Bitcoin, giành được 87,2% số phiếu bầu. Trong trận chiến cuối cùng giữa Cardano và Ethereum, kỷ lục có 8.794 người bỏ phiếu tham gia. Cardano đã giành chiến thắng, giành được 84,4% số phiếu bầu. Trong các cuộc thăm dò tương tự, người tham gia có thể bỏ phiếu một cách chiến lược để chống lại các dự án mà họ không thích hơn. Ví dụ, một người đam mê Bitcoin có thể bỏ phiếu cho Cardano đơn giản vì họ thích nó hơn Ethereum hoặc ngược lại. Cần lưu ý là kết quả thăm dò ý kiến chưa chắc phải phù hợp với vốn hóa thị trường hoặc hiệu ứng mạng. Khi Cardano được đưa vào các cuộc thăm dò, mức độ tương tác từ cùng một tài khoản Twitter có thể cao hơn tới 10 lần so với khi Cardano vắng mặt. Tại sao Cardano lại giành chiến thắng trong các cuộc thăm dò? Chắc hẳn mọi người đều muốn tìm hiểu về nguyên nhân đằng sau hiện tượng này. Lời giải thích hợp lý nhất là Cardano có một cộng đồng đặc biệt lớn và gắn kết. Mặc dù cộng đồng Bitcoin và Ethereum cũng rất đáng kể nhưng họ có thể không tham gia tích cực. Thỉnh thoảng có những tuyên bố rằng một số người bỏ phiếu có thể là robot. Trước đây, chúng tôi đã thấy các cuộc thăm dò có kết quả bị thay đổi đáng ngờ, thường thay đổi đáng kể ngay trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Tuy nhiên, nếu bạn kiểm tra các bình luận trên các cuộc thăm dò này, bạn sẽ nhận thấy rằng người hâm mộ Cardano rất tích cực, không chỉ trong việc bỏ phiếu mà còn trong việc bình luận. Họ thường sử dụng cụm từ cuộc thăm dò ý kiến hay do tài khoản Cardano Will khởi xướng. Trong các bình luận thăm dò ý kiến, người hâm mộ Cardano thường xuyên nhận ra những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng của họ, cho thấy rằng những người tham gia này là chính hãng chứ không phải bot. Thuật toán của nền tảng Twitter có thể khuếch đại phạm vi tiếp cận của các cuộc thăm dò này, điều này có thể giải thích tại sao Cardano liên tục giành chiến thắng. Mặc dù thuật toán Twitter có thể giúp ích cho Cardano nhưng điều này không giải thích được tại sao các cộng đồng khác không ứng dụng các chiến lược tương tự. Bất kỳ ai cũng có thể đăng lại cuộc thăm dò ý kiến và yêu cầu cộng đồng bỏ phiếu hoặc nhận xét về cuộc thăm dò ý kiến. Một lời giải thích khả dĩ khác có thể là sự nổi lên của Cardano Phúc. Một phần đáng kể trong cộng đồng đã quyết định tích cực chống lại Phúc, điều này có thể dẫn đến việc tăng cường tương tác với ít. Một số phương tiện truyền thông, bao gồm cả những phương tiện truyền thông lớn như Forbes, thường miêu tả Cardano dưới góc độ tiêu cực. Ví dụ, chỉ mới tuần trước, Forbes đã xuất bản một bài viết tuyên bố rằng Cardano là một bản sao Ethereum, dẫn đến một ghi chú cộng đồng đã được thêm vào bài đăng. Điều thú vị là bài viết tiêu cực về Cardano này đã thu hút được lượng tương tác nhiều hơn đáng kể so với nhiều bài viết khác của Forbes. Bài viết có 92 lượt đăng lại và 192 lượt like. Mức độ tương tác cao gấp 10 lần so với các bài viết khác của Forbes về các chủ đề khác, bao gồm cả Thế vận hội Paris. Một số bình luận từ cộng đồng đã nhận được hàng chục lượt đăng lại và nhiều lượt like hơn bài đăng gốc.
Điều này chỉ có thể được hiểu là thực tế là khi cộng đồng các đa nô phản ứng với một bài đăng, điều đó có thể làm tăng mức độ tương tác của các cửa hàng như Forbes. Bài viết này của Forbes là một ví dụ. Cộng đồng các đa nô phải đối mặt với những thách thức tương tự hầu như mỗi tuần. Bất cứ khi nào bất kỳ phương tiện truyền thông crypto nào đăng tải thông tin sai lệch một cách trắng trợn về các đa nô, cộng đồng sẽ phản ứng mạnh mẽ, như đã thấy trong trường hợp bài viết của Forbes. Cuộc chiến đang diễn ra chống lại phút này có thể là điều khiến cộng đồng luôn gắn kết. Hãy xem xét một ví dụ từ bối cảnh crypto. Bitcoin, một tài khoản có gần 160.000 người theo dõi, chủ yếu chia sẻ tin tức về hệ sinh thái Bitcoin, Charlie Hawkinson đã đề cập trong một bài đăng. Bài đăng này đã trở thành bài đăng thành công nhất trong những ngày gần đây, nhận được số lượt đăng lại và lượt thích cao nhất. Nó đã thu hút được khoảng 200 bình luận, bao gồm cả những nhận xét độc hại từ những người theo chủ nghĩa tôn sùng Bitcoin và những phản hồi cung cấp bối cảnh từ cộng đồng các đa nô. Một hiện tượng khác là nhiều người viết tiêu cực về các đa nô để tham gia vào hoạt động nuôi trồng tương tác. Sự quan tâm của mọi người đối với crypto đang giảm dần. Mặc dù còn một năm nữa mới đến đợt tăng giá, nhưng sự quan tâm đến crypto trên nền tảng Twitter vẫn ở mức thấp. Các bài đăng từ các phương tiện truyền thông crypto lớn như Coindesk, U.Today, Deadrip, Binance, Coinbase và các phương tiện truyền thông khác nhận được mức độ tương tác tối thiểu, thường chỉ thu được hàng chục lượt đăng lại và hàng chục đến hàng trăm lượt thích. Đôi khi, những tin tức rất tích cực có thể đẩy con số này lên gấp 10 lần. Tạp chí Bitcoin, với 3,2 triệu người theo dõi, nổi bật là phương tiện crypto thành công nhất, với các bài đăng thường nhận được hàng nghìn lượt đăng lại và lượt thích. Những con số ấn tượng này rất hiếm trong lĩnh vực crypto. Nếu tạp chí Bitcoin chia sẻ một liên kết đến các cuộc thăm dò yêu cầu mọi người bỏ phiếu cho Bitcoin thì các đa nô có thể đã không giành chiến thắng, hoặc ít nhất là không mang tính quyết đoán như vậy. Điều thú vị là tạp chí Bitcoin không sử dụng tài khoản Twitter để chia sẻ bài viết. Họ hành động giống như những người có ảnh hưởng hơn và thường xuyên đăng lại những bài đăng thiếu suy nghĩ. Sự tham gia của cộng đồng Bitcoin có thể được thể hiện trong các tài khoản như tạp chí Bitcoin. Khoảng 5.000, 10.000 người sẵn sàng đăng lại bài đăng hoặc khen ngợi bài đăng bằng lượt like. Hiện tại, tài khoản Twitter có ảnh hưởng nhất thuộc về Michael Saylor. Tương tác tương tự như tạp chí Bitcoin. Các loại bài viết là tương tự. Trong cuộc thăm dò của Bitpanda, khoảng 7.450 người đã bỏ phiếu cho các đa nô. Con số này vẫn nhiều hơn số lượt thích mà các bài đăng của tạp chí Bitcoin thường nhận được. Dựa trên những con số này, có vẻ như mức độ tham gia của cộng đồng Bitcoin trên nền tảng Twitter tương đương với cộng đồng các đa nô. Tuy nhiên, sự tham gia của cộng đồng có thể biểu hiện khác nhau. Đây là ước tính sơ bộ và cần phải phân tích chi tiết hơn để có được số liệu chính xác. Điều đó nói rằng, bài viết này không nhằm mục đích cung cấp một phân tích như vậy. Đỉnh cao của hoạt động truyền thông xã hội xung quanh crypto là trong đợt tăng giá năm 2017 khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại. Vào thời điểm đó, mọi người đều có vẻ quan tâm đến crypto và ICO. Phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập các cuộc thảo luận và mọi người đang nói về crypto tại các sự kiện xã hội và thậm chí trên phương tiện giao thông công cộng. Vào năm 2021, hoạt động thấp hơn một chút, theo dữ liệu của Google Trends. Bất chấp thực tế này, Bitcoin đã tạo ra một ôn tham hai mới. Tôi dự đoán rằng đến năm 2025, mức độ tham gia của công chúng thậm chí còn ít hơn năm 2021. Nhiều người đã quen thuộc với crypto và không còn cảm thấy cần phải tìm kiếm thông tin mới nữa mà chuyển trọng tâm sang các chủ đề khác. Điều mà ngành công nghiệp crypto nên quan tâm là sự quan tâm ngày càng giảm từ những người mới tham gia. Trong thời kỳ thị trường giá xuống, cả mong muốn nắm giữ crypto và việc sử dụng công nghệ blockchain đều giảm đáng kể. Đây là vấn đề chính cần được giải quyết. Bất chấp sự quan tâm chung đến crypto ngày càng giảm, các đa nô vẫn duy trì một cộng đồng gắn kết. Theo Google Trends, sự quan tâm đến dự án này tương tự như năm 2017 khi các đa nô bước vào lĩnh vực crypto với tư cách là người mới. Tại sao quy mô của cộng đồng không được phản ánh ở những nơi khác? Tại sao quy mô của cộng đồng các đa nô không rõ ràng hơn ở các khu vực khác? Tại sao các đa nô không hiện diện nhiều hơn trong DeFi hoặc có vốn hóa thị trường cao hơn? Làm thế nào mà chỉ có 170 người bỏ phiếu cho Solana trong một cuộc thi chống lại Ethereum, vậy mà Solana vẫn được cho là có nhiều người dùng hơn?
Lý do hợp lý là nếu có nhiều người sử dụng Solana hơn gấp 10 hoặc thậm chí 100 lần, theo TPS, tại sao họ không bỏ phiếu trong một cuộc thăm dò mà họ có thể dễ dàng giành chiến thắng? Hoạt động của Bitcoin là khoảng 4,5 TPS, trong khi lớp thứ hai lớn nhất của nó, Lightning.network, hiển thị khoảng 2,5 TPS. Mặc dù có nhiều người nắm giữ nhiều tiền nhất nhưng mạng Bitcoin không được sử dụng rộng rãi, với hầu hết mọi người nắm giữ Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị. Cách sử dụng các Dano tương tự như Bitcoin hoặc Lightning.network, với TPS nằm trong khoảng từ 2 đến 10, tùy thuộc vào số lượng đầu ra UTXO trong giao dịch. Nhiều người trong cộng đồng các Dano xem ADA như một phương tiện lưu trữ giá trị và coi DeFi là một lựa chọn tốt mà họ chưa sử dụng nhiều. Các Dano có 1,3 triệu người set, nhưng chỉ có khoảng 1% hoạt động trên nền tảng Twitter. Chỉ có khoảng 0,2% người set nắm giữ bất kỳ stablecoin nào có sẵn trong hệ sinh thái các Dano. Mặt khác, Ethereum có số lượng người dùng khổng lồ, đặc biệt là ở lớp thứ hai, với hoạt động lên tới hàng trăm TPS. Mặc dù có lượng người dùng lớn nhưng Ethereum không giành được chiến thắng trong các cuộc thăm dò trên nền tảng X, đặt ra câu hỏi về mức độ tương tác của người dùng. Phí giao dịch rẻ có thể dẫn đến số liệu thống kê bị thao túng, như đã thấy trên Solana và có thể trên một số Ethereum Layer 2. Hoạt động cao hơn cũng có thể được thúc đẩy bởi airdrop, trong đó các dự án khuyến khích giao dịch bằng phần thưởng tài chính, làm sai lệch số liệu thống kê. Ngoài ra, giao dịch đồng meme có thể tạo ra nhiều giao dịch bằng bot, khiến các nhà phân tích khó phân biệt người dùng thực với bot. Do đó, mặc dù Bitcoin và các Dano thể hiện sự quan tâm thực sự của người dùng đối với việc sử dụng blockchain nhưng phí giao dịch thấp có thể làm sai lệch số liệu thống kê. Các Dano không được thiết kế để trở thành một đồng hôn. Nó có nghĩa là một hệ điều hành tài chính và xã hội toàn cầu, cần những người dùng tích cực để hoàn thành sứ mệnh của mình. Cộng đồng các Dano nên xem xét cách thu hút nhiều người tham gia hơn vào việc sử dụng dịch vụ DeFi. Ngoài ra, làm thế nào để thu hút người mới? Tôi đã gặp phải quan điểm rằng người dùng các Dano không quan tâm đến airdrop, meme hoặc NFT. Thay vào đó, họ tập trung vào các trường hợp sử dụng trong thế giới thực. Có thể các Dano cần một ứng dụng sát thủ, thứ gì đó nổi bật so với các dịch vụ DeFi thông thường trên các chuỗi khác. Ví dụ, AXODEX, nơi cung cấp các tùy chọn giao dịch độc đáo trên blockchain, có thể là một dịch vụ thay đổi cuộc chơi. Có lẽ điều chúng ta thực sự cần là tiếp thị tốt hơn cho các loại ứng dụng sáng tạo này trên các Dano. Lời kết: các Dano có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc thăm dò tiếp theo, nhưng điều này không đảm bảo cho sự thành công của dự án. Mặc dù đó là minh chứng cho sự tham gia của cộng đồng, nhưng các Dano cần nhiều hơn những chiến thắng trong cuộc thăm dò ý kiến. Nó cần phát triển hiệu ứng mạng, đòi hỏi khả năng mở rộng cao hơn. Cộng đồng các Dano trung thành sẵn sàng chờ đợi những tiến bộ như Ouroboros Layer, Hydra, Zero Knowledge Rollup và Partner Chain. Sự kiên nhẫn này phản ánh niềm tin rằng sự vượt trội của các Dano cuối cùng sẽ được công nhận. Tuy nhiên, kỳ vọng này có thể có rủi ro. Nhiều chuỗi có thể mở rộng hơn đang thu hút người dùng mới và các nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ các dự án DeFi. Lòng trung thành của cộng đồng các Dano có thể không tồn tại mãi mãi. Để thành công, các Dano phải bắt đầu hoàn thành sứ mệnh của mình. Các hệ sinh thái khác đã đẩy nhanh tiến độ với sự đầu tư đáng kể vào phát triển và tiếp thị. Mặc dù đôi khi có kết quả trái ngược nhau, các Dano cần nhiều hơn là chỉ giành chiến thắng trong các cuộc thăm dò để phát triển mạnh. Bài đọc được thực hiện bởi cacdano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.